cho con Bắc Hà Sù trắng 9 con, 2 đàn. Tầm này là tầm bắt đầu đòi ăn. Có con thì trắng toát, có con thì màu theo kiểu là trắng ngà giống con bố. Đàn này là con bố, là con lau. Còn giả sử như con này, như con này là về sau nó sẽ là con màu trắng thôi, cái lớp lông đệm của nó màu vàng chứ nó sẽ không khoang đâu. Bây giờ bé này nó là hoàn toàn là lông đệm thôi. Xem được cái nào. Xin chào. Ui sợ, ui sợ, ui sợ. Xin chào. Ai làm gì? Đực, ui sợ. Đánh đá quá. Cái. Ôi, con cái này to quá. Cái to như đực. Con này thì mũi như thế này là mũi đen. Trong tất cả 9 con này là có một con mũi hồng hơn thôi. Mũi hồng này bé này thôi nhưng lớn lên nó cũng sẽ là mũi đen. Càng lớn thì màu mũi nó sẽ càng sẫm. Một cái. To này là đực hay cái? Đực. Rồi. Đực đấy. Đây là cái. Đây là 9 con. 9 con là có 5 con đực. Đây, đực đây. Con cái con màu giống con bố này cũng là con đực này. Lớn lên là nó sẽ là màu theo kiểu là trắng ngà như thế này. Phớt phớt vàng, như nó là xếp của nó là xếp nó vào màu trắng. Một mình nó một cái màu lông khác duy nhất con này là màu nó trắng theo cái kiểu là nó là màu trắng ngà toàn thân. Còn kia là sẽ trắng toát luôn. Bạch tuyết này, mấy con bạch tuyết. Như con này là bây giờ là đầu của nó là nó hơi trắng ngà nhưng lớn lên nó sẽ là đều màu đó. Còn người con này là lớn lên là đầu là sẽ ngà hơn người một tí này. Con một con mũi hồng hơn. Đây là con trắng toát. Trắng muốt, ba con trắng muốt gần nhau. Màu thì tính ra là màu ngà ngà, là có một con là màu ngà hẳn này. Là con này này. Đây là con đực. Con ngà, màu ngà là con ngà. Ngà hẳn là con đực và một con màu hơi ngà nữa là con này. Đấy, con ngẩng cổ lên đấy. Còn lại là sẽ là trắng. Ghê gớm nhỉ. Mũi hồng, mũi hồng. Mũi hồng này là con cái. Một đực, hai đực. À, mũi hồng là con đực, không phải con cái. Đấy, sợ ghê chưa? Đấy. Ai cứ hỏi là chó bao giờ biết sủa thì nó từ bé nó đã biết sủa rồi. Chứ không cần phải chờ nó lớn thế đâu. Con nào nó sủa từ bé. Vừa là thanh niên này sủa này. Đấy. Con này thì bây giờ nó đang tập ăn và nó vẫn đang cả bú mẹ nữa. Nếu mà có bắt thì cũng phải khoảng tầm 2 tuần nữa. Xinh nhỉ, hai đứa không thèm ra chơi à? À, nằm luôn ở đấy à, hưởng thụ luôn nhỉ. Thanh niên trắng ngà toàn thân ra hẳn một chỗ để đi vệ sinh.
tách biệt với bọn này luôn. Ăn chơi một chỗ đấy, vệ sinh một chỗ. Đồng chí mũi hồng một mình ngồi một góc ấy làm gì? Hả? À, vào đây. Có nhìn ra được đến đây không? Cái bọn này, cái giống này xinh thật. Ngày bé nhìn như chó Tây. Trắng toát luôn, trắng muốt. Em đấy này em đực. Còn đây là con trắng toàn thân. Quay là như bọn này là nếu mà tính cả lông đệm là coi như là có hai con là trắng toàn thân. Hai con trắng là gọi là trắng muốt, ba con. Ba con trắng muốt. À. Con này là một. À, hai con này. Ba có bốn con. Con kia nữa nằm mình chỗ. Đây là bọn này là con của con lau với lại con queen, và con của con queen coi như là nó có họ rất là gần nên nhìn con chó nó giống nhau lắm, không phân biệt được hai đàn. Cho ở là nó cũng lẫn lộn vì nó đẻ cùng ngày luôn. Bắt đầu đi tìm hiểu. Chuỗi lá đinh lăng. Tên mũi hồng nhất kia ra ngồi ở kia rồi ngồi yên ở đấy luôn. Ngồi thở. Chứ nó đang chơi như thế này một mình ngồi đấy thở. Con này từ bé này cái đuôi của nó di chuyển cái là nó vắt ở trên lưng hết này. Con đồ nô. Bốn đứa chơi gọi là quần ẩu đây. Không cho con mẹ ra cùng cho nên nó vệ sinh ra cỏ này rồi nó đi qua nó cọ vào nó bẩn dính lông. Tí vào với con mẹ thì con mẹ nó sẽ vệ sinh sạch sẽ chứ. Chứ như bọn này nó cho con là... Con này là cho con là không chả có lau chả có ấy gì đâu. Toàn con mẹ nó dọn cho mà con chó con nào nó trắng muốt. Nó sạch, nhìn nó sạch đúng không? Nó trắng muốt, không có dính tí bẩn nữa. Vì con mẹ nó dọn chưa? Ok. Đấy. Mọi người mà ai thích nuôi Bắc Hà trắng và thích đón sớm để về cho nó dễ nắn thì cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234. Ghê gớm chưa? Mấy con sủa đấy, chứ không phải một con ạ. Hi nhu. Ghê gớm quá. Em trắng muốt em đực.
Ok, nó ra ngoài chơi lúc thôi rồi cho vào với mẹ thôi. Ừ. Ghê gớm thế nhỉ? Thanh niên nhỉ? Hai đực khịa nhau. Cạnh tranh. Ok, thôi đi vào nhá, vào với mẹ đây. Đi vào với mẹ đi để mẹ dọn dẹp cho nó đỡ dính vào lông, chứ không nó dính vào lông rồi đến lúc mà bết vào rồi nào không dọn được nhá. Ok rồi, quá xinh luôn. Nằm im từ đầu đến cuối, ngoan nhỉ. Ăn no rồi là phải nằm im chứ không nên nghịch.